Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trưa nay dẫn bà con mình đi ăn miếng chì đồng nha. Hôm nay chúng ta đang có mặt ở đường Kỳ Đồng. Miếng gà Kỳ Đồng thì nằm trong một con hẻm. Ở khúc này thì có cái ngân hàng Techcombank Sông Đà Tower. Xích tới xíu thì có ngã ba Lê Văn Sĩ, Kỳ Đồng và Lê Văn Sĩ. Thì cái hẻm nó là cái đường vô ngôi chùa. Để xíu nữa em sẽ để địa chỉ trong phần mô tả, các anh chị để tham khảo. Bây giờ chúng ta đi vô cái hẻm này để vô quán miếng gà Kỳ Đồng nha. Chùa này có một cái tông màu vàng, nhìn rất là đẹp. Đây chúng ta vô quán miếng gà nha. Ở đây rất là rộng. Đây nhìn cái hẻm rất là lớn nè, mình thấy đậu xe hơi được luôn nữa nè. Ngay đây có ngôi chùa, mình nhìn ra đường là đường Kỳ Đồng á. Quá trời đông. Miếng gà luôn. Đây, hôm nay có sự gấp mặt của Nị. Hôm nay sẵn đi công việc là đi trưa quá rồi ghé đây ăn luôn. Đây khu vực quận 3. Đây địa chỉ là 14/5 14/5 Kỳ Đồng. Thì đây nó có địa chỉ, đây có địa chỉ. Đây là rau miếng, đây có phở luôn, chanh ớt, hấp dẫn chưa? Đang nó bụng mà nhìn thấy chanh ớt là thấy đói vậy. Đây cũng là một trong những địa điểm uống sạch sẽ ở Sài Gòn. Buổi trưa mà đông ghê ta. Bạn đồng chưa bao giờ tới đây? Giờ tới đây chứ không chịu ngồi luôn á. Đây đông quá, nó không chịu. Đây có bán nước trái cây rồi nè, nước mía nữa. Giá trụng rất là đông luôn. Ở đây là bán từ sáng tới tối luôn. Đây, cái menu này cái thực đơn giá. Hôm nay đi kêu nước gì chưa? Kêu nước mía. Mía à? Mấy ly? Hả? Một ly, không biết anh uống gì. Một ly thôi. Uống đá hò. Ở đây thì mình đi xe hơi cũng được ha, cũng có chỗ đậu luôn. Cái hẻm này rất là lớn. Nếu mà từ Sài Gòn mà bút taxi hay Grab lại đây thì chỉ có khoảng 50.000 á ta. 50.000. Trứng non tới à. Ở đây mình kêu thì nhiều khi đông mình đợi tí xíu ha. Ở đây người ta làm cái này trước rồi nè. Đạn. Đạn. Súng đạn thì đó là đạn đâu. Đâu. À không phải. Cái này thì này lòng. Tô trứng non. Giá ở đây thì tô lớn nhất 55.000. Này tới chưa, tới rồi.
đây có rau rau Huế nè. Này là miếng gà gà xé. Hồi nãy mình kêu tô lớn hay tô nhỏ hay ta? Đây. Tô bình thường này, tô bình thường là chắc là 45 ngàn. Một cái dĩa gỏi gà 80 ngàn. Này để anh miếng không lấy anh ơi. Miếng chanh. Đó, xíu rồi rồi được rồi. À, để cho rau nó chín với lại cái miếng nó nở ra ăn ngon. Rồi em mời cô chú anh chị cùng thưởng thức nha. Tô bình thường thì thịt gà hết, nếu mình đi gia đình thì mình kêu thêm cái dĩa gỏi. Dĩa gỏi thì mình ăn cho nó thoải mái hơn. Cái này người ta nói gà ta, hồi xưa thì cũng gà ta thiệt, nhưng mà bây giờ để em thưởng thức thử rồi. Cái miếng gà này nó dai thế nào nha. Con này nãy kêu gì? Con miếng gà luôn. Miếng gà. Con này để tương ớt này. Ở đây quán này mấy chục năm rồi à? Đó chứ ăn lâu lắm rồi đó. Một cái da gà giòn. Không hiểu sao người ta làm giòn dữ vậy ta. Giòn mà sừng sực luôn á. Bán da gà không? Hả? Bán da gà không? Đây mình thử miếng nha. Béo thêm mai kêu. Đây. Miếng dài. Dài nữa. Dài dẻo ngon. Chấm miếng muối ớt. Không có tiêu chứ. Đây là cái phần trứng non mình chưa thêm. Mọi người cứ thắc mắc là tại sao mỗi lần có ăn nó có nem mà anh kêu bỏ không? Mỗi lần gặp đi là cái là phải đi ăn. Ăn mới có mặt chứ không có ăn là có mặt. Chuyên gia đóng những vai ăn uống. Nói chung tô này là mình ăn bình thường là cũng no à. Miếng nhiều lắm. Cái nước lèo ngon. Nước lèo có mùi rau răm á. Nên thơm lắm. Chắc ở xa cô chú anh chị chắc ai cũng biết quán này, nhưng mà nếu mà bây giờ ai chưa cập nhật tình hình bây giờ thì hôm nay là
sẵn dịp thì mọi người cập nhật lại ha. Là thứ nhất là cái da, cái da người ta làm dai mà giòn. Giờ mình không quay lung tung, hạn chế quay lung tung tại vì đi sợ trúng người ta ngại. Nhanh đi. Sáng giờ chưa ăn gì hết trơn. Cái máy trứng nữa. Hồi sáng chưa ăn nữa trời. Lần nào gặp cũng chưa ăn hết vậy. À, lần nào gặp cũng ăn bù, uống bù. Ngại quá. Đây, sẵn cái trứng ra, sẵn cái trứng ra. Trứng non nó giòn giòn thôi chứ nó không có béo bằng cái lòng trứng bình thường được. Nên trứng non là bình thường, nó không ngon như là trứng lòng đào. Lòng đào không có vị béo, cái này có gì giòn giòn thôi, không béo bằng. Nước lèo luôn. Em ơi cho tô da nữa đi. Em ơi có bán da không? Chị kiếm da. Ngộ da mà có bán riêng nữa nè, ngộ gà, da gà lóc da gà riêng. Nãy giờ anh có thấy là thật chứng về cái da đâu. Nói chung da người ta làm cái bí quyết gì đó nó mới giòn, chứ bình thường một con gà ta dưới quê ăn cũng không có giòn đến mức độ như vậy. Mai là sinh nhật bà ngoại nên chắc chương trình ngày mai sẽ đi chợ thôi. Rồi sáng này thì nó mới đi chợ cô Giang để đến nhà của chú Châu đó, nhìn lại căn nhà 40 năm về trước thôi chứ bây giờ chắc lẽ khác là hàng xóm và cái không khí ngoài chợ rồi. Cái lối đi, cái sàn bê tông mới được đổ. Hồi xưa lầy lội lắm. Rồi trưa nay thì mới đi chợ nhỏ Cầu Đè. Rồi xong cái nị tới chợ đi công chuyện xong cái bây giờ đói bụng đó là vô ăn miếng này luôn. Chợ Cầu Đè thì có nhiều món ăn lắm, bún chè rồi cơm. Hấp nước nha.
cái nước rất là ngon luôn. Rồi đây là chén da, chén da này kêu thêm nè. Rồi để mình thử da, cái chén mà chuyên da không. Siêu giòn luôn á. Sao hay sao? Ngon hả? Vậy mua con gà lọc da này ăn không? À trời. Ông bị mát ra nhà, ông bị mát ra. Ông lấy con gà ngon nhất là cái da hả? Con vịt ngon nhất là gì? Vịt ngon hơn gà. Vịt ngon hơn da thôi, mà da vịt ngon. Kêu vịt quê Bắc Kinh nên ăn da không? Nhưng mà da vịt quê á. Cái nước rất là ngọt luôn. Hồi nãy giờ ăn chắc hai tô chuyển trứng, chuyển da, 2 ly nước. Chắc có thể là trong gần 200. Rồi, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Một số hình ảnh về cái quán miếng gà Kỳ Đồng để gửi cô chú anh chị có dịp mà mình về Sài Gòn thì mình thì thưởng thức thử ha. Rất là ngon. Quán này em có review mấy lần rồi. Chắc có lẽ cái clip đó nó đủ luôn. Có lẽ cái video đó nó nằm ở đầu á, là mọi người thấy không, không thấy. Đi không đủ. Giờ Nị làm sao Nị thấy được. Giờ đi gì đó. Bây giờ xin chào ba, hẹn gặp lại. Trời nóng nóng uống ly nước mía vô là đúng bài luôn.